Trong hai ngày 29 và 30 tháng 8 năm 2017, Hội người khuyết tật tỉnh phối hợp với tổ chức Matasil International tổ chức hướng dẫn lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro thiên tai cho người khuyết tật của hai xã Cam Hiếu và Cam Thủy. Để có biện pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai cho người khuyết tật nói chung và người câm điếc nói riêng, các thành viên trong dự án đã trực tiếp gặp gỡ từng người câm điếc để nắm bắt sự hiểu biết, nhận thức của họ về thiên tai, những khó khăn, hạn chế, khả năng ứng phó khi có thiên tai xảy ra. Trên cơ sở những thông tin điều tra thu thập được sẽ là cơ sở giúp cho nhóm hỗ trợ kỹ thuật của từng xã xây dựng kế hoạch, biện pháp giúp đỡ, góp phần giảm thiểu rủi ro cho người khuyết tật trong phòng chống thiên tai.